giờ lành đã đến, em ơi đàn tay càng rù dao bôi. Quà mừng sinh lễ cao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu. Đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau. Cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui. Đêm nay ta sẽ đọc phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi đàn tay càng rù dao bôi. Quà mừng sinh lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Ông tơ bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm. Pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần. Dàn nhạc sập sình vui cả xóm em ơi. Biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui. Đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi đàn tay càng rù dao bôi. Quà mừng sinh lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu. Đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau. Cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Giờ lành đã đến em ơi đàn tay càng rù dao bôi. Quà mừng sinh lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Suốt đời dù là nghèo hay sang con có...
chẳng đổi đời. Ơi 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 hò, trai tài gái sắc thành đôi, ba má sẽ nhìn cầu để ta về bên nhau. Để cái lòng với cái dạ này em trao, mà nếu như anh đã chịu thì ta về bên nhau mau. Em đây không cần mấy mối, chờ để anh qua nhà thư hỏi. Ba má em đã gật đầu, chờ xe hoa của anh rất thôi. Ta nói hết thiệt cái tình thân con gái sao khổ tâm, lỡ thương là hết cái bụng, dù rất sợ là sai lầm. Này em thấy anh thích em rồi, sao anh cứ mãi ầm ừ. Anh còn chẳng mau mau ngỏ lời cho em khỏi sao tư tư. Hò là hò ơi, có thương là thương suốt đời. Dù là nghèo hay sang có, anh em chẳng đổi người. Ơi 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 hò, trai tài gái sắc thành đôi, ba má sẽ nhìn trầu để ta về bên nhau. Anh nhìn xem em gái miền quê, quen nhìn sương dài đang sớm chiều. Anh có thương thì thương cho trót, chứ đừng cho em đợi mỏi mòn. Dòng sông mênh mông, lúa trắng đồng mướt xanh xanh, đưa anh về nơi yêu mến, trọn nơi mình cùng sánh nghiêng. Thank you.
mày sắp năm nay xuống trời. Anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ở đâu anh mang trầu cá quan nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tình cô đã muốn. Thank you.
gần nhau, bao vất vả cũng luôn có nhau. Thầy vốn phán rằng mình đang khó khăn, rồi mình lên xe bông nhìn nhau ta sang. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vui cùng nhau hát ca. Đủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đêm trong cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy vội phán giờ đặt đến rồi sống luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em ba mẹ em không cần lo lắng. Dịch giá bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nói đời sẽ không ngọt ngào. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nơi ta chẳng đời. Giờ về vui lắm em ơi, một tức đẹp gánh khó khăn. Thưa ông đại diện nhà gái, thưa ông nội và thưa tất cả bà con, tôi đại diện họ nhà trai đến đây hôm nay để mà xin được nhập gia để dự lễ du quy và cũng như để xin lễ rước dâu về nhà trai. Để xin mời. Anh nằm mơ trông thấy em váy hoa thật xinh, anh đứng bên cạnh em nhạc sập sình đám cưới đôi mình lên đến thiên cai tình là dịp cái mình nhìn chân anh chạy sang nhà em xin thưa hai bác con muốn đón em về làm dâu mà con hồn hú dìa tia má cho anh rước em về rồi hai bên thông gia chẳng cần cao xa chỉ cần đôi ta hết lòng chăm lo mong rồi ăn yêu em không lăng nhăng em ơi anh nói nghe nè anh thương em dữ. Dạ, thưa ông triệu tập nhà gái, thưa trước là có ông đây với toàn bộ nhà gái. Lời nói đầu tiên tôi muốn gửi lên là chúc sức khỏe mọi người và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, là cách đây một tháng trước, thì hai họ chúng ta cũng tại địa điểm này đã tổ chức long trọng lễ du quy lễ tuyên hôn đính hôn cho hai cháu Hồng Nhung và cháu Thái. Thì cũng hôm nay là họ nhà trai đến đây với 6 mâm lễ vật và để trước là cho cúng ông bà và sau để tất cả bà con nhà gái dùng. Và để trong cái tháng rồi á, thì trong cái lễ đính hôn thì họ nhà trai cũng có trình cái thiệp để ngày cưới ngày hôm nay và đã được họ nhà gái quan hỷ chấp thuận. Do đó mục đích chúng tôi hôm nay đến đây là để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai họ và để tham gia cái lễ du quy cũng như là lễ đón dâu về họ nhà trai. Xin một lần nữa chúc sức khỏe mọi người, chúc các ông và tất cả. Dạ. Thì như vậy thì theo cái lời của ông đại diện nhà trai thì đến đây bữa nay mâm phẩm vật là gồm có 6 mâm. Như vậy thì xin phép bước bên chúng tôi dỡ ra cho cô bác thấy và trước cúng cô quyền. Rồi sau làm lễ tiếp tục. Đúng. Hầm hai cho thuyền xuôi mãi, anh sẽ vững tay chèo để sang năm còn đón cô tèo. Chẳng có chi đâu phiền lo, ta bên nhau như diều gặp gió. Anh hứa sẽ cố xin ngăn để mai đây mình sẽ giao to. Thưa tất cả quý vị, thì trong phần hôm bữa lễ đính hôn
thì nhà trai cũng có tặng cô dâu là về bên phần vàng bạc và tiền để mà phụ giúp trong vấn đề đám tiệc đã xong hết rồi. Thành ra hôm nay trong ngày lễ Du Quy thì nó đơn giản hơn, chỉ có mấy mâm trái cây này kia để mình thắp nhang lên ông bà, và lát nữa thì xin mời ông đại diện nhà gái làm để mà để gì mà để rước cô dâu ra đây rồi chào ông bà đó, tôi cũng không biết nói lễ gì nữa. Nhờ thầy giáo ấy. Đó, bây giờ như thế này nè, bây giờ không có gì khó, cho tôi cũng có đàn em anh thôi. Bây giờ ở Cần Thơ cái gì anh cứ làm hết đi, rồi cái gì cứ tôi làm gì hết luôn rồi. Thì theo như thôi tiếp nối là cái phần đàn trai chúng tôi đây là cũng tạm ổn rồi, bây giờ giao lại cho chú cái phần bên đàn gái để mình làm lễ ông bà. Rồi. Dạ. Xin kính thưa cho hội đồng lưỡng tộc, đúng ra cái giờ phút này thì chưa tới tôi, nhưng mà trước cái tình cảnh này thì tôi cũng không rành lắm, nhưng mà cái sự giúp đỡ của nhà trai nhà gái cho cái thêm phần đoàn kết thì tôi sẽ giúp cho nhà trai để hoàn thành cái buổi lễ hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, thì theo tập tục ông bà ngày xưa thì đến đây chúng tôi chỉ giúp cho cái họ nhà trai để giới thiệu cho cô bác có mặt bên đây của nhà gái để cho chú rể biết thêm. Dạ đúng rồi. Cái mặc dù cái này không dám nói là chú rể có biết rồi. Dạ. Nhưng mà không dám nói thì mời 50 cái đám cưới này mời khoảng chừng 300 nữa cho nên là bà con đông. Nhưng mà giờ phút này thì thôi thì cái chuyện đó mình gác lại. Như vậy thì đến giờ phút này tôi xin thay mặt cho anh nhà trai để giúp cho nó hoàn thành cái buổi lễ cưới dâu. Kính thưa cả quý vị, thì mới thỉnh ý ông nội chú rể đến đây thì chú rể trước cúng ông bà trước rồi mấy cô dâu là cái lễ lập xong. Cô dâu mới ra. Rồi như vậy thì ông nội cho phép bây giờ con quay vô đây. Anh yêu em không lăng nhăng, em ơi anh nói nhẹ nè. Anh thương em muốn giống thầy bó con dâu. Điện tay hầm hai cho thuyền xuôi mãi, anh sẽ vững tay chiều để sang năm còn đón cô tèo. Chẳng có chi đâu thuyền lo, ta bên nhau như diều gặp gió. Cứ lại ở đây sáng, ở đây là bốt sáng giống như vậy. Rồi. Rồi, cảm ơn con. Kính thưa cho hội đồng lưỡng tộc, thì chúng tôi đã giúp cho cháu trai mặc dù đám nói có ra mắt rồi, nhưng mà giờ phút này để cúng củ quyền người quá cố và chân dung Đức Phật Đức Thầy và cái gánh họ của chúng tôi ở đây. Vậy là đó là người quá cố, vậy là người hiện tiền. Như vậy thì ở đây tôi ghi nhận được là cháu của tôi là cháu Hồng Nhung, cũng có nội có ngoại, nhưng mà ngoại thì ra mắt rồi, còn chúng tôi là những người kế thừa sau có mặt đây. Nhưng mà đặc biệt nhất là bên nội ông nội bà nội còn sống. Như vậy thì con mời ông nội ly rượu uống, rồi bữa nay mình ra mắt ông nội. Anh hứa sẽ cố xin ngàn để mai đây mình sẽ giàu to. Thầy bối phán ngay liền tay hầm hai thuyền tình xuôi mãi, anh sẽ vững tay chèo qua sang năm còn đón cúc vàng. Chẳng có chi đâu phiền lo, ta bên nhau như diều gặp gió. Anh hứa sẽ cố xin ngàn để mai đây mình sẽ giàu to. Thưa chú Thiêm Ba, mặc dù đêm hôm cháu mình đã có làm lễ ở đây rồi trong gia đình, bây giờ đến giờ phút này là cái lễ rước dâu, tức là rước cháu mình về Cần Thơ. Bữa nay thì Thiêm đã có cháu rể mới, được kêu bằng bà nội, thì con thay mặt cho gia đình của nhà gái, nhưng mà giúp dùm đàn trai, dẫn cháu đây để trước biết được bà nội, uống ly với bà nội ly rượu, để mốt gặp bà nội nó thưa chứ đem tiền nó cho. Hôm nay bà nội đi ngủ đi con. Cần Thơ nó cho bằng tiền không vàng. Rồi bà nội đi hôm cho mấy chỉ đó. Rồi. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dâng lâu. Thắm tình trầu cao, xin hứa yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly. Ở bên kia, bên phía tay trái đây có bác Xui, rồi có cô, có dì, mà mấy cô, mấy dì bên kia cũng đã có cái câu nói này là thôi chế bên kia. Như vậy thì kính thưa cho hội đồng lưỡng tộc, trong cái sự hiện tiền của từ ông nội, bà nội cho đến chú bác cậu dượng,
đã dùng một ly rượu cho cháu gửi rồi. Như vậy thì cái này theo ý chú ba với tất cả cô bác, vậy cho cháu nó lại hay là nó xá cái tất cả quý cô bác hiện diện của mình? Rồi con xá thì chân khay này hai xá, xá cái người còn sống là xá hai xá. Rồi xin kính thưa cho hội đồng lưỡng tộc, thì đúng ra cái giờ phút này là đám cưới chúng ta có mâm trầu, thì chúng ta dỡ mâm trầu để làm lễ cúng của quyền, nhưng mà không có thì chúng tôi sẽ qua cái phần đó. Vậy đến phút này là xin thay mặt nhà trai trình cái lễ lập xong, tức là cho cô dâu ra đặng rước dâu thỉnh họ và cáo quy. Rồi trong nhà mà dâu bồi tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Ngày mai đám cưới ngày vui nhất trong cuộc đời, nên nghĩa phu thê duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng ai cũng ngày chờ đêm mong, đôi lửa sang năm nhanh có con thơ đầu lòng. Và rồi mình về kéo lưới kéo chài, xây đắp cho ngày mai tương lai hai đứa. Em cây anh cây, cây lúa chờ ngày được bông, thề nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Ngày mai đám cưới ngày vui nhất trong cuộc đời, nên nghĩa phu thê duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng ai cũng ngày chờ đêm mong, đôi lửa sang năm nhanh có con thơ đầu lòng. Và rồi mình về kéo lưới kéo mà hai cháu nó vừa xá xong đó, tức là nó chào người quá cố cho người hiện tiền. Như vậy thì để họ nhà trai rồi chú rể rước cô dâu về, thì đối với gia đình chúng tôi thì phải cho cháu nó lại ông bà. Mặc dù đêm hôm tôi có làm sức giá là rồi, nhưng bữa nay có cháu rể mới thì lại ông bà quá cố. Như vậy thì cái này chú ba cho cháu nó xá hay là nó lại? Giờ lại của quỷ tôi cũng xá được rồi. Rồi vậy nha. Rồi hai cháu quay vô. Xây đắp cho ngày mai tương lai hai đứa. Em cây anh cây, cây lúa chờ ngày đơm bông, nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi, chúc cho hai đứa bên nhau rồi. Xin kính thưa cho hội đồng lưỡng tộc, thì đến giờ phút này tôi cũng thay mặt cho bên họ nhà trai, bữa nay mình có cô dâu mới, thì cho cháu nó ra mắt bên cha mẹ của chú rể. Nhưng mà thôi thì giờ phút này chúng ta làm cho nó ngon hơn, đầy đủ hơn, thì cho hai cháu nó ra mắt cả hai bên cha mẹ vợ và cha mẹ chồng nha. Rồi chú ghế phụ có cụ giùm mình. Qua mà ngó lại phía nào em cũng xinh, tương tư ngày đêm chính đợi mười chờ cầu cho mà duyên. Xin kính thưa hội đồng lưỡng tộc, đúng ra thì cái công cha mẹ sanh thành giữa hai bên nuôi con cháu đến giờ phút này đã định để tân hôn và chú quy hai cháu là cái danh dự rất lớn với gia đình. Trước là ông bà, rồi sau là cha mẹ, rồi bà con cô bác, cả hàng xóm láng giềng.
hồi nãy giờ cũng có thỉnh ký ông nội, thì ông nội còn ngồi đây mà cũng không có lại ông nội, vậy ba mẹ hai bên thì cho hai cháu nó xá hay chú ba? Rồi con cứ xá ngay chân khá này, hai khá để đền ơn đáp nghĩa giữa cha mẹ vợ và cha mẹ chồng. Rồi xin mời trong nhà nghe, bây giờ rước dâu rồi đó, mấy anh chị cô bác nào mình chuẩn bị đi đưa cháu nó về. Tới hai đứa mình được thành đôi, đường đời đâu có bao xa nên khó khăn ta cùng qua. Miệt vườn dâu có xa xôi, anh vẫn thương bên lỡ bên bồi. Kiều Hồng xin lấy sang thăm, anh sẽ đưa em về. Bằng lòng nhận cưới anh trao, giấy tờ hồng dệt tình duyên quay. Em cho anh mượn bờ môi em, tình ta đắm say đêm dài. Anh cho em mượn bờ vai anh, cùng nhau mà ta cây cài. Nhân gian dân thường hay kêu ca, khổ trước sướng sau mới giàu. Hai ta mượn cầu chung thủy, dâu có xa xôi anh vẫn thương bên lỡ bên bồi. Kiều Hồng xin lấy sang thăm, anh sẽ đưa em về. Bằng lòng nhận cưới anh trao, giấy tờ hồng dệt tình duyên quay. Em cho anh mượn bờ môi em, tình ta đắm say đêm dài. Anh cho em mượn bờ vai anh, cùng nhau mà ta cây cài. Nhân gian dân thường hay kêu ca, khổ trước sướng sau mới giàu. Hai ta mượn cầu chung thủy, mua hạnh phúc chân thành đôi lấy chân tình nghe em. Gian nan chân cứng đa mềm, ta mượn son sắc bắt nhịp cầu yêu thương. Em cho anh mượn bờ môi em, tình ta đắm say đêm dài. Anh cho em mượn bờ vai anh, cùng nhau mà ta cây cài. Nhân gian dân thường hay kêu ca, khổ trước sướng sau mới giàu. Hai ta mượn cầu chung thủy, mặc kệ bố ồn ào chỉ yên mình cho riêng mình.
mỗi ngày gà gáy tiếng anh đang ngồi bờ đê, việc nhà và bếp núc đến hoàng hôn lại trở về. Anh ơi mày phu quy khắp cả sống đều tưng bừng, nguyện trăm năm đầu bạc chứ không có mà lưng chừng. Anh đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dưa mát trai gái làm chất phát thiệt tha, có anh và em sống mong hai đứa chung một nhà. nhìn nè bên kia sông đám cưới thiệt to, đốt pháo du quy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thấm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao anh ơi anh tính sao hả? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sẵn son, thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi họ ơi, có con sông nước chảy đôi bờ, ơi là ơi họ ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, câu vẫn chưa ngỏ lời, sợ rằng khi nói dây tơ hồng lại đứt làm đôi. Nhà nghèo liệu tranh đơn sơ, đồng xa nắng sớm mưa chiều, phần mình còn lo chưa xong làm sao dám ước chi nhiều. Mà người ơi, người nghe anh nói câu này, khi đã thương em rồi anh xin nguyện yêu chỉ mình thôi. Người là người ơi, làm sao giữ câu thế chung cho tròn, đến bạc đầu còn mãi một tấm lòng son. Chờ ngày trầu cao mang qua, anh sẽ thưa cùng mẹ cha, cho lứa đôi mình được về chung một mái nhà. Thăng trầm phiền lo mai sao, muối mặn gừng cay bên nhau, xây đắp câu thề bạc đầu răng lòng cùng con cháu. Đã thương em rồi anh xin nguyện yêu chỉ mình thôi. Người là người ơi, làm sao giữ câu thế chung cho tròn, đến bạc đầu còn mãi một tấm lòng son. Chờ ngày trầu cao mang qua, anh sẽ thưa cùng mẹ cha, cho lứa đôi mình được về chung một mái nhà. Thăng trầm phiền lo mai sao, muối mặn gừng cay bên nhau, xây đắp câu thề bắt đầu răng lòng cùng con cháu. Chờ ngày trầu cao mang qua, anh sẽ thưa cùng mẹ cha, cho lứa đôi mình được về chung một mái nhà. Thăng trầm phiền lo mai sao, muối mặn gừng cay bên nhau, xây đắp câu thề bắt đầu răng lòng cùng con cháu.
mời nguyên cả cánh đồng, sắc hương đắm đuối luôn cả chim muông. Trong em đâm thắm như một cánh hồng, nếu là về bên anh là cái nóc có lẽ im hơn. Nhìn em 2-3 phút sao mà u mê, đêm nào mơ đã cùng đến lúc ta thành phu thê. Nét quê nhưng mà em vẫn nuột nà, da ngầm mắt biết ai nhìn mà không yêu. Em là một đóa hoa hồng không son phấn, đẹp tự nhiên. Tới nay kênh duyên chưa qua một mối tình, mà anh ơi nếu anh có ưng tình em có hơi tưng tưng. Nắng mưa, mưa nắng thất thường lắm. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh hai má ửng hồng, hỏi anh thương bé hồng sao anh mãi lòng vòng. Giờ đây chỉ nữa xa xôi, mùa bội thu cũng qua thôi. Em như lúa chín trên đồng ngà vào lòng anh. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng, ngày đêm mong có ai cùng nhau nối tơ hồng. Mặt biển lỡ làng anh có theo. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh hai má ửng hồng, hỏi anh thương bé hồng sao anh mãi lòng vòng. Giờ đời chi nữa xa xôi, mùa bội thu cũng qua thôi. Em như lúa chín trên đồng ngà vào lòng anh. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng, ngày đêm mong có ai cùng nhau nối tơ hồng. Mong cao sang chỉ mong ngày kết duyên cao trầu, mong cho mai sau ta luôn bên nhau nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông 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 ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng rầu đừng lo có em đây mà em hiền, ba em không khó anh có chi lo. Em sẽ theo anh về. Vì làm dâu miền Tây quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về. Vì làm dâu miền Tây mà em quay anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm đó mình ơi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sao ngày hôm nay có thêm cháu nhau luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là về bên anh băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Vì làm dâu miền Tây quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về. Vì làm dâu miền Tây mà em quay anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Vì làm dâu miền Tây quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về. Vì làm dâu miền Tây mà em quay anh rồi em không lấy anh em làm
sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, lời em nói nghe nè em thương anh lắm đó mình ơi. Con gà, chính con ngựa có hồng mau. Xin lễ linh đình 25 âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao. Mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao, nay con làm giàu vui sao mà vui. À, kính thưa ông đại diện họ nhà gái và kính thưa mấy ông bà cô bác, và lời nói đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến tất cả họ nhà gái là chúng tôi rất cảm ơn họ nhà gái đã nhiệt tình đưa dâu về đây, và trong niềm hoan hỷ rất là lớn lao, và chúc sức khỏe mọi người trong buổi sáng này vui vẻ, để mà sau khi làm lễ xong thì chúng ta cùng ra nhà hàng để dự cái tiệc tình hữu nghị giữa hai họ, để cho cháu Quang Thái và Hồng Nhung được trăm năm hạnh phúc, sinh con đẻ đầy đàn đầy đám luôn nhá. Rồi. Chú đại diện cho cái gái mình đi. Đó, nhỏ hơn chú ạ. À. Dạ. Chú Thái bị chú em có ông nội phải không? Dạ. Thì tiếp theo là xin giới thiệu bên nhà trai. Phần nhà trai tại nãy mình cũng có giới thiệu bên nhà gái rồi. Thì dạ, mình dạ. Đại diện nhưng mà người lớn thôi. Còn ở ngoài kia thì đông. Thì bên ông bà của em tôi là cũng nội ngoại cũng mất hết rồi. Còn có bên ba thì có cô Sáu. Rồi bên mẹ thì cô Bảy đâu ạ? Dì Bảy. À. Rồi Tâm với Tám là bố đẻ của Quang Thái. Còn tôi là với bà tóc bạc này là bố nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn đa số là ngồi kia cô gì đây vậy đó, đại diện đó. Rồi còn bên nhà gái thì chắc đã có giới thiệu hết rồi, biết rồi. Dạ, họ nhà gái thì chỗ nơi ở đây nó cũng hơi chật chội, nó cũng không được rộng rãi gì không, thì xin ông bà với bên nhà gái bỏ qua dùm những cái thiếu sót này, nó nhà hơi nhỏ. Là cô dâu khỏe. Dạ. Đó. Thành ra là nếu mà tới là lẽ ông bà thì ba mẹ phải. Tôi có anh bên đời mình, ngày cày nâng xấu, treo ghế, tối ta tình ta mơ.
chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mưa đông đầy con chó bằng lòng theo anh ấy về quê. Kiều vàng mình đi trên đường đê, nắng mai chan qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp đồ đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh yêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời. Trọn đời ai yêu em bằng anh, giấc mơ tuyệt vời anh đón em về, giờ thì em yêu anh mình ơi. Coi như đã thành công tốt đẹp đến giờ này, mời sau này sẽ mời quý vị lát nữa đi cùng dùng tiệc rượu với chúng tôi cho vui, và để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai họ ở tại nhà hàng. Còn bây giờ thì đại diện nhà gái muốn có một cái ý kiến gì đó cho những phần gửi gắm gì đó thì xin mời. Tôi đến đây thì sẽ để dùng cái việc trước là biết gia đình, sau là dùng cái việc thân mật với nhà trai thôi, chứ tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng mà trong này thì bữa nay tôi có phát sinh thêm hai vấn đề. Thứ nhất là ba mẹ bên của cô dâu á sẽ tặng cho con gái của mình, đồng thời trong đó có chú rể, là một cây vàng 24 của Việt Nam mình hiện nay. Tổng cộng là 10 chỉ là một cây vàng. Kính thưa quý vị, thì đó là phần danh dự nhất của trong gia đình. Mặc dù ngày hôm qua nay thì gia đình chúng tôi chính cũng đãi tặng cô bác cũng ngon miệng, về cũng vui vẻ, cũng giống như câu chuyện nói hồi nãy giờ. Và cái lời sau cùng đó là tôi thay mặt cho xin lỗi là hai đứa em thôi, chứ trong này thì có ông nội bà nội tôi không thể thay mặt được, chứ ông nội bà nội cũng nghe. Cái đó là đây là những cái niềm ân ái nhất. Như vậy thì kính thưa quý vị, giờ phút này hôn lễ, giờ phút này thời buổi này nó không phải như ngày xưa của chúng ta nữa,
mà ngày xưa chúng ta thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ thì nó hợp với nhau là tốt hơn, nhất là thuận vợ thuận chồng, rồi hoàn cảnh gia đình và cuộc sống, nhất là nghề nghiệp. Với đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay, đối với con người Việt Nam hiện nay, không phải ở đồng ruộng của tôi là 100 con ruộng là gạo đâu, mà chỉ có làm sao được lãnh lương nhà nước là ngon nhất. Trong lãnh lương nhà nước thì nhà nước có thể là cho dây để cất nhà, mua xe Honda, giống như là tôi ra trường tôi dạy năm 80, tôi đi bộ 7 năm. Rồi sau đó bây giờ thì giáo viên gặp nhau thì có mua được cái xe Honda rồi, nhà nước dây cả 100 triệu. Kính thưa quý vị, thì nói vậy thì để cho nhắc lại kỷ niệm xưa thôi, là cho chúng tôi gửi gắm cháu Hồng Nhung. Thì ở nhà tôi hay gọi tí là cái tên thật là tên đẹp là Hồng Nhung. Cháu nó cũng còn nhỏ dại. Vậy thì anh với chị bên nhà trai nói riêng, nói chung là tất cả bà con cô bác bên họ nhà trai rất nói gì, cháu của tôi vậy đó, thì có gì sơ xuất bên họ nhà trai thông cảm dùng, để cho cháu nó hai đôi nó hoàn thành nhiệm vụ hơn. Chứ chúng tôi gái ở đây cũng xa rồi, khu ở chợ ở chúng tôi thì không thể sang trang bằng ở Cần Thơ được, cuộc sống ở nông thôn thì nó phải gò bó hơn. Cháu gì đây thì có lẽ còn nhiều sơ xuất, có nhiều khi nó ngủ trưa hơn, nhiều khi nó đi trễ hơn. Ở nhà thì cha mẹ ruột lắm, ngủ chừng nào ngủ, chính tôi cũng vậy. Cho nên là lời cuối cùng là cho tôi gửi cháu tôi ở đây, tất cả những gì chúng tôi chịu hết, và cô bác ở bên, nhất là anh chị nhà trai, và cô bác thông cảm mình. Xin cảm ơn. Rồi, được nghe quân. Xác nhận là có đeo rồi. Vậy là thưa quý ông bà, nhất là ông nội bà nội, tôi xin đại diện nhà trai gửi lời cảm ơn ha. Bây giờ kêu ông Nhạc, bà Nhạc của Thái đi. Cảm ơn về món quà gửi cho hai cháu. Thì vì có món quà đó, các con sẽ tích lũy lại, của ít trồng nhiều ha. Rồi có thể từ một cây mà sau này con làm giàu ra 10 cây, 20 cây, không biết được, để cho cuộc sống hai con. Thì một lần nữa xin cảm ơn hai anh chị. Rồi còn nãy tôi nói thì trước đây là lục lễ, bây giờ mình không còn sử dụng cái đó nữa, ít rồi. Còn chỉ còn nhất là đám nói và đám cưới là trang trọng nhất. Sau cái đặc biệt là nhất cái lễ đám cưới này, bữa nay thì ngày 29, chứ lấy bữa nay ngày 29 tây, bữa nay ngày âm lịch của mình là 17. 17 thì 18, 19, 20 thì gọi là cái lễ phản bác. Tức là cái lễ phản bái là sau 3 ngày. Nhưng con xin phép chú ba, thứ ba và hai em bên nhà trai có nhã ý là con cháu giờ nó làm ăn sang, nó làm ăn ngày này, nó nghỉ một ngày, ngày mới nó sẽ đánh lương được nó rồi. Cho nên là cái lễ phản bái ở bên họ nhà trai xin báo với con họ nhà gái là thông cảm dùng, không có đi lễ phản bái được. Rồi ông nội bà nội cho phép thì là như chế hả? Chế bị trông cho mấy cháu nó đi làm. Chứ hồi xưa thì sau khi này nó còn hưởng từng căn mặt rồi, bây giờ từng căn mặt nó tốn tiền quá, cho nên là có lẽ là ngày mai ngày mốt hai cháu nó đi bắt tay vào việc. Cho nên là cái lễ văn bái báo với mình thay mặt cho họ nhà trai xin báo dùm là lễ văn bái cần khỏi. Nhưng mà ở bên đàn gái có mời nhậu với tôi với chú Táo mà cho hay, chứ đừng có bỏ tôi nghe. Còn bên đây là nó không lên được. Có như chú Mai bên mình là thế. Dạ, thì cũng nhắc theo lời nãy là miễn cái lễ vãn bái. Nhưng mà tôi nói ông nội bà nội là xin cho phép tụi nó cái ngày nào gần nhất mà nó rảnh nhất, ví dụ nó trực ngày 4 ca trực ngoài biển khơi thì 4 ngày nghỉ, thì lúc đó tụi nó dẫn về thì cũng được, không phải đúng ngay 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày, thì lúc tụi nó xuống ca thì nó về, nó đi qua bển thăm lại ông bà, vậy này kia nọ. Vậy tôi xin phép vậy đó, chứ không phải là bỏ luôn, tại nó làm theo ca. Dạ. Vậy một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn trước là ông bà bên họ nhà gái, ông đại diện và tất cả bà con đã đến đây và hoan hỷ với gia đình nhà trai chúng tôi để mà có một kết quả thành công trong cái bữa tân hôn hôm nay. Được như vậy là do sự giúp ích rất nhiều của họ nhà gái, nhất là ông đại diện. Tôi xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ. Hai ông đại diện có rượu, hai ông uống rượu. Nên anh ơi nơi đây các em chờ, yeah. Đừng lo sợ khi trong tay chưa có gì, rụng đông nhà em bao la và bát ngát. Anh chịu hợp tác thì hai ta cùng feel bad.
bên dòng sông ai nhạt hoa trên giống như duyên trần lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đùa và hát ca la 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 mong kết duyên đôi ta trong những suốt đời nhé em có phải em là mưa rào nào phải gió bay qua có phải em là sương mờ mà dần kinh lối đi là mình say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngay lòng cho tim anh chầm 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 nhớ mong chờ tôn thức đám cưới bên đàn tưng bừng làm anh thấy xôn xao cố gắng anh cày năm nay để làm sao cưới em họ hàng cô bác ở xa về đây hợp coi mắt em rồi mâm trái cây trầu cao chúng ta cùng gần nhìn có phải em là mưa sao nào phải gió bay qua có phải em là sương mơ mà dần kín lối đi làm anh say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng cho tim anh trọn thương trọn nhớ mong chờ thôn thương đám cưới bên làng tưng bừng làm anh thấy xôn xao cố gắng anh cày năm nay để năm sau cưới em họ hàng cô bác ở xa về đây hợp coi mắt em rồi mâm trái cây trầu cao chúng ta cùng gặp nhìn
tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắm trọn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắm trọn đời ta có nhau. Thank you.
cùng hai nhân vật chính của chúng ta, Đôi Uyên Ương, Quang Thái, Hồng Nhung. Chắc có lẽ quý vị cũng đã thấy được niềm vui mừng, niềm hạnh phúc, hòa lẫn với sự xúc động nữa đang dâng trào trong ánh mắt của gia đình chúng tôi, đúng không ạ? Những bậc làm cha, làm mẹ khi sinh con ra, một điều mong muốn đó chính là nhìn thấy con của mình thành đạt cũng như là hạnh phúc. Và ngày hôm nay chắc chắn là gia đình của chúng tôi đã rất mãn nguyện khi nhìn thấy hai người con thân yêu nhất đang tay trong tay tiến đến lễ đài hạnh phúc. Và lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho hai họ gia đình đã có rễ tiền dâu thảo. Để cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm nay của con mình nè. Một tràng pháo tay dành cho bố và má đỡ đầu của chú rể ngày hôm nay. Con cảm ơn hai bác ạ. Dù anh vẫn
vẫn chưa trưởng thành như cách em từng trông mong, thì anh vẫn sẽ cố gắng để thành công, dành cho em hạnh phúc đến mai sau. Dù đến khi ta bạc đầu, anh vẫn sẽ chờ mong câu mình ơi, nếu có thể quay trở lại, anh vẫn chưa bao giờ sai. Em thôi là ta sẽ chẳng thể nào cách rời. Nàng thơ ơi đồng ý lấy anh nha, dù anh vẫn chưa trưởng thành như cách em từng trông mong, thì anh vẫn sẽ cố gắng để thành công, dành cho em hạnh phúc đến mai sau. Dù đến khi ta bạc đầu, anh vẫn sẽ chờ mong câu mình ơi, nếu có thể quay trở lại, anh vẫn chưa bao giờ sai. Nàng thơ ơi đồng ý lấy anh nha, dù anh vẫn chưa trưởng thành như cách em từng trông mong, thì anh vẫn sẽ cố gắng để thành công, dành cho em hạnh phúc đến mai sau. Dù đến khi ta ban đầu, anh vẫn sẽ chờ mong câu mình ơi, nếu có thể quay trở lại, anh vẫn chưa bao giờ sai. Cùng vợ ơi đồng ý lấy anh nha, để đến khi ta bạc đầu, anh vẫn sẽ chờ mong câu mình ơi, nếu có thể quay trở lại, anh vẫn yêu mình em. Em biết không, năm hồi đó anh đang thấy cô đơn, đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn, rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành, cứ từ lúc em sớm nói lời chào đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ nên chồng, thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, em dại cứ ngân hà, nên mới lấy được người giống anh nè. Mà thật ra người may mắn là anh nha.
Và em biết không, anh cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời, trưởng thành với bao người ở bên ngoài, mà ở bên em như là trẻ con lên 10. Kể từ lúc em sang nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã lên bờ, nên trong thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, từ lúc em sẽ nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường.